vào đây, bà chị chồng chở tới một cái khu mình không biết gọi là du lịch hay một cái khu tham quan có tên là Le Roc de Paix, là những cái tảng núi đá cao, và trên kia sẽ thấy có một cái thánh giá ở trên đó. Mình sẽ đi lên đó tham quan. Attention troupeau, ça veut dire qu'il peut y avoir des vaches. Attention troupeau, Troupeau. il y a des vaches dedans? Oui, sûrement, oui. D'accord, merci. Chien C'est interdit. interdit. Et oui, parce que les vaches ne sont pas d'accord. Ah oui. Allez, on va monter jusque là-haut, puis voilà. C'est quoi ça? C'est pour faire voir les vaches? C'est ça. Đây. Ở đây thì họ trước khi vô họ để cái bảng là coi chừng có thể có những con bò trong khu này và chó không được mang chó vào đây. Đây. Và đeo lên trên cao này. Giờ leo lên cái đỉnh nha. Đây, nhìn trên cao quá. Nó dựng cái thánh giá này trên một cái núi. Bây giờ đã lên đến đỉnh rồi mọi người nha. Mình sợ độ cao, mình leo lên mình sợ quá. Đây là cầu thang lúc đi xuống đây. Hồi xưa thì ở đây nghe nói là có Jean d'Armery là cảnh sát ở đứng trên đây để coi hết những cái vùng này xung quanh, là nơi để cảnh sát kiểm tra trên độ cao. Trên được khoảng C'est pas loin de la maison. On voit loin, il y a une belle vue ici. C'est pas? Oui, j'aime bien, mais j'ai peur de la hauteur. Ah, t'as peur? J'ai la petite. Mais là, bah, j'ai trông lên cao được, đẹp quá, nhưng mà sợ. J'ai trông mắt. Đây nhìn trên cao từ đỉnh. À, đây những cái đá này để xây cái nhà ở đây nè. Những con đường ở đây nó zig zag nè. Chạy qua những cánh rừng thông. Những ai thích cảnh thiên nhiên thì về miền quê ở thì rất là yên tĩnh.